Xin chào mừng các bạn đã trở lại với đề số 5 ở trong series luyện đề Excel này. Và hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái bảng tính như sau, bảng thanh toán tiền vượt giờ. Và bây giờ thì các bạn có thể nhìn thấy chúng ta có 4 yêu cầu tất cả ở trong cái bảng tính này. Bây giờ đối với cái yêu cầu thứ nhất là xác định số giờ chuẩn của từng giáo viên căn cứ vào mã ngạch và tra trong bảng định mức. Bảng định mức của chúng ta ở dưới phía này. Bây giờ thì chúng ta có thể nhìn thấy chúng ta có 3 mã ngạch tất cả và chúng ta sẽ phải tra cứu số tiết chuẩn dựa trên 3 mã ngạch đó. Vậy chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta sẽ sử dụng hàm VLOOKUP như sau. Ở trong ô D16 chúng ta sẽ gõ vào công thức VLOOKUP. Đầu tiên đó chính là ô C16 là cái ô mà chúng ta sẽ phải tra. Sau đó chúng ta tra trong bảng nào? Chính là bảng mã ngạch ở đây. Chúng ta sẽ quét hai cái cột đầu tiên là từ đây là C32 cho đến D34 và chúng ta sẽ phải khóa lại bằng cách là bấm phím F4 ở trên bàn phím. Sau đó cái cột mà chúng ta cần lấy lại là ở vị trí thứ hai của cái bảng này. Thế nên chúng ta sẽ cho số 2 vào đây và ở trong cái tham số cuối cùng của hàm VLOOKUP chúng ta sẽ để là false. Enter một cái thì chúng ta có thể nhìn thấy được ở đây là mã ngạch 15.111 có số tiết chuẩn là 260. Chúng ta sẽ lặp lại các cái công thức này cho các mã ngạch tiếp theo và như vậy chúng ta đã giải quyết được cái yêu cầu thứ nhất ở đây rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ tính tổng số tiết bằng số tiết dạy cộng số tiết kiêm nhiệm. Số tiết dạy ở đây, số tiết kiêm nhiệm ở cột F và tổng số tiết thì đơn giản là chúng ta sẽ lấy số tiết dạy cộng với số tiết kiêm nhiệm bằng 530. Ở đây công thức của chúng ta là E16 cộng F16. Chúng ta lại kéo công thức này xuống phía dưới cho các cái ô còn lại. Bây giờ thì chúng ta cần phải tính số tiết vượt và theo cái yêu cầu số 3, số tiết vượt sẽ bằng tổng số tiết, tức là dữ liệu ở trong cột G, trừ đi số tiết tiêu chuẩn. Nếu tổng số tiết lớn hơn số tiết tiêu chuẩn, ngược lại số tiết vượt bằng 0. Bây giờ thì chúng ta sẽ xử lý cái điều kiện này như thế nào? Đầu tiên là chúng ta cứ thử viết tổng số tiết trừ đi số tiết chuẩn đi đã. Chúng ta sẽ viết tổng số tiết này trừ đi số tiết chuẩn ở đây là công thức G16 trừ D16 rồi bấm Enter một cái và chúng ta sẽ lặp lại công thức này cho tất cả các cột còn lại. Và bây giờ chúng ta có thể để ý ở đây do cái định dạng của cái định dạng ô ở trong cái vùng này thì chúng ta có thể nhìn thấy hai cái dòng cuối cùng của bảng tính này là dòng 26 và 27, con số của chúng ta ở trong ngoặc đơn bởi vì là hai con số này là số âm. Thế nên là chúng ta có thể viết một cái câu lệnh if như sau. Ở đây chúng ta có thể xác định được là nếu tổng số tiết lớn hơn số tiết chuẩn thì chúng ta mới lấy trừ đi. Còn không, nếu mà tổng số tiết này nhỏ hơn số tiết chuẩn ấy, thì số tiết vượt sẽ bằng 0. Vậy nên là chúng ta sẽ quay lại cái ô H16 và chúng ta sẽ sửa lại công thức như sau. Chúng ta sẽ dùng công thức if ở đây. Đầu tiên là chúng ta sẽ if cái này. Nếu mà tổng số tiết nhỏ hơn số tiết chuẩn thì chúng ta cho là 0. Có nghĩa là số tiết vượt bằng 0, chưa dạy đủ. Còn nếu không ấy, thì chúng ta sẽ lấy tổng số tiết là G16 trừ đi số tiết chuẩn là D16, đóng ngoặc lại bấm Enter và chúng ta sẽ lặp lại công thức này cho các dòng ở dưới. Và như các bạn đã thấy thì ở đây nếu mà các bạn muốn biết xem là cái cell format ở đây nó định dạng như thế nào thì chúng ta chọn ô đó và chúng ta sẽ bấm Ctrl 1 ở đây thôi. Thì các bạn ở trong Excel của các bạn chắc là cũng có dòng này rồi. Nếu mà chưa có dòng này thì các bạn sẽ có thể là vào cái file Excel sẵn ở đây và chúng ta sẽ điền cái định dạng đó vào custom format mình đã copy sẵn ra đây cho các bạn rồi. Thì nếu mà các bạn sử dụng lại các cái định dạng đó thì các bạn chỉ việc copy cái định dạng ở đây và dán vào mục custom, dán vào mục type ở trong cái category là custom ở trong cái hộp thoại là format cells mà thôi. Bây giờ thì yêu cầu tiếp theo là chúng ta sẽ phải tính cột thành tiền. Thành tiền thì đơn giản là bằng số tiết vượt nhân với đơn giá. Và chúng ta có cái đơn giá ở đây.
Chúng ta có cái đơn giá ở phía dưới này, số tiết vượt nhân với đơn giá. Bây giờ thì chúng ta lại phải tra cứu cái đơn giá của từng cái mã ngạch này một. Vậy để mà tra cứu cái đơn giá thì chúng ta sẽ sử dụng công thức là VLOOKUP. Chúng ta sẽ tra theo mã ngạch là đầu tiên này, sau đó cái bảng mà chúng ta dùng để tra cứu đơn giá là từ C32 cho đến E34, và chúng ta sẽ khóa lại bằng cách bấm phím F4, phẩy một cái. Ở đây, cột mà chúng ta cần lấy lại chính là cột đơn giá, là cột thứ 3 tính từ bên trái sang bên phải, thế nên chúng ta cho số 3 vào đây. Sau đó, ở cuối cùng chúng ta sẽ để số 0, hoặc là false như bình thường thôi. Bấm Enter. Công thức này không chạy. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ thử vào đây là false. Chúng ta sẽ thử thêm dấu cộng ở đằng trước VLOOKUP. Cũng không chạy. Thế nên là khi mà các bạn nhập công thức vào trong Excel và thấy công thức không chạy thì chúng ta sẽ quét chọn vùng đó, bấm Ctrl 1 và chúng ta xem là ở đây, ở trong cái format cells này, number nó có được chọn là text hay không. Ở đây nếu mà chọn là text thì chúng ta phải chọn lại là number chẳng hạn, rồi bấm OK. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tạm thời làm một cái động tác nữa, là chúng ta sẽ lưu lại cái công thức VLOOKUP này bằng cách là bấm phím Ctrl C ở trên bàn phím. Đó. Thế xong sau đó là chúng ta sẽ chọn toàn bộ cái vùng mà bị định dạng sai. Ở đây chúng ta sẽ chọn là number này, bấm OK này. Sau đó chúng ta bấm vào thẻ home. Ở trong nhóm lệnh editing thì chúng ta sẽ phải bấm vào clear all. Ok. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại cái ô Y16. Chúng ta lại dán lại công thức VLOOKUP vào. Các bạn đừng quên dấu bằng ở phía trước. Đó, thì chúng ta đã được cái thành tiền này rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ lặp lại các cái công thức thành tiền cho các phần còn lại. Và chúng ta còn thiếu một cái nữa, đó chính là thành tiền thì phải bằng đơn giá nhân với số tiết vượt. Tại vì ở đây là chúng ta có thành tiền rồi, thế nên chúng ta chỉ cần sửa đổi công thức để nhân với số tiết vượt nữa mà thôi. Thế nên trong ô Y16 chúng ta sẽ sửa lại công thức là cái đoạn VLOOKUP này chúng ta sẽ nhân với cả số tiết vượt ở cột H. Rồi bấm Enter. Rồi bấm Enter và lặp lại cho toàn bộ các cái phần còn lại. Các bạn lưu ý ở đây tại sao kết quả lại là 0? Bởi vì số tiết vượt bằng 0, thế nên là cái thành tiền nó cũng bằng 0 thôi. Để định dạng lại một chút thì chúng ta sẽ chọn toàn bộ cái vùng này, bấm vào thẻ Home. Và ở trong nhóm lệnh Font thì chúng ta sẽ chọn tô màu toàn bộ cho các cái viền của ô đó ở ngoài. Và như vậy là chúng ta đã hoàn thành được 4 cái yêu cầu rất là đơn giản ở trong bài số 5 này. Chúng ta đã cũng có thể gọi là xử lý trong cái trường hợp mà công thức không chạy. Bây giờ thì cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bài lần sau.